năm 2014, Châu Bản Triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm 2017, Châu Bản Triều Nguyễn một lần nữa đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Toàn bộ khối Châu Bản Triều Nguyễn hiện nay được lưu trữ bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ về một loại hình văn bản hành chính của các hoàng đế Triều Nguyễn, giá trị nội dung, giá trị tư tưởng và hình thức nghệ thuật độc đáo của loại hình văn bản này, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón xem series ký sự tài liệu Châu Bản Triều Nguyễn, di sản tư liệu thế giới. Trên thế giới, ở các quốc gia, các dân tộc có lịch sử văn hiến đều tồn tại hệ thống ấn chương gắn liền với lịch sử thành văn của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, ấn chương xuất hiện khá sớm, gắn liền với quá trình hình thành chữ viết và lịch sử thành văn của dân tộc. Ấn dấu trên Châu Bản Triều Nguyễn nói riêng và văn bản Hán Nôm nói chung là dấu tích công nhận đáng tin cậy nhất, tạo cho văn bản một giá trị và uy tín cao đối với người tiếp nhận. Một tài liệu châu bản đầy đủ, có đóng ít nhiều các hình dấu khác nhau, sẽ được coi là một tài liệu gốc, đảm bảo cao nhất của tiêu chí văn bản học. Dấu tích công nhận bằng ấn chương lại càng không nhất thiết phải là hoặc chỉ là hình dấu của một người hay một cơ quan thảo ra, mà trên đường đi của một văn bản, những dấu ấn khác có thể lần lượt được thêm vào. Bởi nếu không có chúng, sẽ không được coi là một văn bản hoàn chỉnh. Trên Châu Bản Triều Nguyễn ấy, có dấu tích của các cái loại ấn triện của hoàng đế, của triều đình và các cơ quan của triều đình cho đến các địa phương. Thì đây là cái lưu tư liệu cực kỳ quý giá để nghiên cứu về cái, các cái loại dấu ấn của nhà nước quân chủ thời nhà Nguyễn. Nếu mà ta đem cái dấu này đấy đối chiếu với các cái ấn mà bảo tàng lịch sử quốc gia còn giữ được thì rất là hay. Thì chắc đó chắc chắn là có cái loại dấu đấy đã từng dùng để đóng lên trên các cái châu hoàn của Triều Nguyễn. Mà tôi chắc chắn là không đủ. Vì tôi chưa có dịp nghiên cứu kỹ để mà thống kê thật là đầy đủ đấy. Nhưng mà rất nhiều loại dấu ấn. Mỗi văn bản như vậy là có một loạt dấu ấn kìa. Thứ nhất tôi nói cái bản tấu chẳng hạn. Thì nếu bản tấu của các bộ đấy là có dấu ấn các bộ đó, của các cơ quan của triều đình đấy là có dấu ấn của cơ quan đó, rồi thì từ dưới lên trên ấy, cũng có cái dấu ấn của các cái cấp chính quyền. Thế đấy là tôi nói cái văn bản từ dưới trình lên. Còn văn bản của nhà vua mà ban hành xuống đấy là có dấu ấn riêng của nhà vua và có cái dấu ấn của cơ quan phụ trách với công việc đó. Cho nên là đây là cả một cái hệ thống dấu ấn của nhà nước quân chủ thời nhà Nguyễn. Hình dấu trên Châu Bản Triều Nguyễn khá đa dạng với các hình thức khác nhau như bảo tỷ, ấn chương, quan phòng, đồ ký, kìm ký, vân vân. Hiện nay, một số hiện vật kim ngọc bảo tỷ được chế tác dưới Triều Nguyễn đang được Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia quản lý. Một số ấn tín khác nằm ở bảo tàng các địa phương. Có thể nói là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia gần như là quản lý toàn bộ hầu hết các cái số lượng ấn của các cái thời đại đó, gần 100 cái ấn vàng và ấn ngọc của các vị hoàng gia. Và cái việc bảo vệ, bảo quản cái hiện vật này luôn luôn đặt trong chế độ nghiêm ngặt và bảo quản cao. Rồi cùng với nó là việc xây dựng các hồ sơ khoa học và pháp lý, trình thủ tướng công nhận bảo vật quốc gia, rồi là đưa ra cho các cái cuộc trưng bày trong nước và nước ngoài để giới thiệu về cái lịch sử, tiến trình lịch sử Việt Nam, trong đó có giai đoạn nhà Nguyễn và những cái ấn vàng, ấn ngọc của thời kỳ này. Có thể nói là trong suốt một thời gian rất dài, từ khi nhận chuyển giao từ chính quyền phong kiến sang chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1945, trải qua những cái giai đoạn chiến tranh khốc liệt chống Mỹ, chống Pháp giành độc lập dân tộc, thì những cái hiện vật này cũng chịu một cái tình cảnh rất là hết sức là khó khăn trong cái quá trình bảo quản, bảo vệ. Và đến nay thì gần như là các cái số hiện vật này
đã được bảo quản, phục hồi, bảo vệ nguyên vẹn. Kim Ngọc Bảo Tỳ là ấn của nhà vua dùng với ý nghĩa quốc gia trọng đại. Ấn đúc bằng ngọc gọi là Ngọc Tỳ. Ấn đúc bằng vàng gọi là Kim Bảo Tỳ. Có thể nói, Bảo Tỳ là báu vật của quốc gia và tượng trưng cho đế quyền. Dưới triều Nguyễn, Kim Ngọc Bảo Tỳ được đúc khá nhiều, nhưng những hiện vật giữ được chỉ còn rất ít. Tôi cũng có vinh dự là được tham gia nghiên cứu và tìm hiểu cái sưu tập bảo vật triều Nguyễn hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Trước khi chúng tôi nghỉ hưu thì chúng tôi đã hoàn thành cái đề tài khoa học cấp bộ là giải mã minh văn trên các bảo vật triều Nguyễn lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Thế thì trong số những các cái tài liệu mà đã được công bố thì chúng tôi là có giới thiệu về cái cuốn Kim Ngọc Bảo Tỳ của Hoàng đế và Vương hậu triều Nguyễn Việt Nam, xuất bản năm 2009 nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Thì có thể nói đây là một cái sưu tập rất là quý hiếm. Nó bao gồm các cái kim bảo, kim ấn và ngọc tỷ. Nói chung tức gọi là Kim Ngọc Bảo Tỳ. Thì nó là cái biểu tượng đế quyền của triều Nguyễn. Nó bao gồm các cái chất liệu bằng vàng, bạc, bạc mạ vàng và bằng ngọc. Theo thống kê trong cuốn Kim Ngọc Bảo Tỳ của Hoàng đế và Vương hậu triều Nguyễn Việt Nam, hiện nay Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang giữ 85 chiếc ấn của Hoàng đế và Vương hậu triều Nguyễn. Trong đó có hai kim bảo đúc dưới triều Nguyễn Phúc Chu là Đại Việt Quốc Nguyễn Chúa Vĩnh Chấn Chi Bảo và Thủ Tín Thiên Hạ Văn Vũ Quyền Hành. Còn lại là những kim bảo đúc dưới triều các vua Nguyễn. Thế thì trong số này có những cái kim bảo cho đến nay thì đã được đúng chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Thí dụ như là cái kim bảo Đại Việt Quốc Nguyễn Chúa Vĩnh Chấn Chi Bảo. Kim bảo thứ hai là cái kim bảo Thủ Tín Thiên Hạ Văn Vũ Quyền Hành. Đại Việt Quốc Nguyễn Chúa Vĩnh Chấn Chi Bảo này là một cái kim bảo được đúc dưới đời Chúa Nguyễn Phúc Chu, nhưng mà vẫn mang cái niên hiệu của vua Lê Dụ Tông ở ngoài Bắc Hà. Cái ấn này được đúc vào năm thứ 5 của niên hiệu Vĩnh Thịnh, đời vua Lê Dụ Tông, tức là tính ra dương lịch năm 1709. Mà đây là một cái ấn mang tính nhất là truyền quốc, rất là quan trọng. Những cái câu chuyện mà trong sử còn chép ấy, tức là khi mà Nguyễn Ánh mang theo cái quả ấn này ra Côn Lôn và còn bị rơi mất. Và rồi thế nào là lại có người dân người ta tìm được, người ta dâng lên. Thế rồi đến đời vua Minh Mạnh thì nhà vua rất là coi trọng cái quả ấn này. Tự bản thân nhà vua, đây theo tài liệu sử đấy, tự bản thân nhà vua mỗi khi mở ra, mở niêm phong ra để xem, lau chùi, và sau đó thì nhà vua lại đóng tự mình niêm phong. Đấy, thì đấy là cái tài liệu mà nó liên quan. Và chính cái quả ấn này thì cái nội dung của ấn ấy, của kim bảo này thì đã được là in ở trên cái tấm bia ở chùa Thiên Mụ ở Huế đấy. Và trên cái tấm bia đó thì cũng là cái bài minh là do chú Nguyễn Phúc Chu viết. Do tính chất và đặc trưng riêng nên trong châu bản chỉ thấy có một số kim bảo được dùng như Quốc Gia Tín Bảo, Thủ Tín Thiên Hạ Văn Vũ Quyền Hành, Ngự Tiền, Văn Lý Mật Sắc. Kim bảo Thủ Tín Thiên Hạ Văn Vũ Quyền Hành được tìm thấy trên châu bản triều Gia Long. Dấu hình chữ nhật, bên trong khắc 8 chữ theo lối triện thư, chia hai hàng, diềm ngoài có hai hình rồng uốn, đầu rồng vào quẻ càn, đuôi rồng hướng vào quẻ khôn. Đây là một trong số ít dấu có viền ngoài khắc họa tiết độc đáo.
Kim bảo thủ tín thiên hạ Văn Vũ Huyền Thành, đương thời được coi là vật báu truyền quốc, thường được gọi là Tiểu Phong Bảo. Kim bảo này được đóng trên đầu các văn chiếu, dụ trì và dùng dưới triều Gia Long. Kim bảo quốc gia tín bảo là một vật báu truyền quốc được đúc dưới thời vua Gia Long. Ấn hình vuông, bên trong khắc bốn chữ quốc gia tín bảo bằng lối triện thư, nét ngắn, dễ đọc, viền 1,5cm, không trang trí. Theo quy định, kim bảo quốc gia tín bảo được đóng ở dòng ghi niên hiệu cuối của các văn bản về việc trưng binh nhập ngũ tuyên triệu tướng Súy. Ấn ngự tiền chi bảo, hình bầu dục có kích thước 2,5cm x 3cm, viền ngoài 0,4cm. Ấn hình bát giác có kích thước 3,3cm x 3,6cm, viền ngoài 0,7cm. Hai hình dấu này, một dấu hình bát giác, một dấu hình bầu dục nhưng có họa tiết trang trí viền ngoài giống nhau. Bố cục bốn chữ ngự tiền chi bảo được chia làm hai hàng, khắc chữ chân dễ đọc. Dưới cái chữ vua phê thì bao giờ cũng đóng một con dấu, đó là cái dấu ngự tiền chi bảo, dấu này hình bầu dục, có kích cỡ là 2,8 x 3,5cm, thì con dấu này được làm bằng vàng, nó gọi là cái dấu kim bảo do nội các Trường Nguyễn quản lý. Và cái con dấu này thì được đóng ở dưới dòng châu phê để xác nhận cái chữ viết này là chữ của vua, và chỉ có vua mới viết cái được phê duyệt bằng bút màu đỏ trên những cái văn bản như thế này. So với các kim bảo khác trong châu bản, dấu văn lý mật sát giữ một vai trò đặc biệt vì được sử dụng như một kiềm bảo. Ấn này dùng để đóng vào các chỉ dụ, sớ chương đã có tẩy xóa thêm vào hoặc những chỗ giáp nhau của hai tờ văn bản quan trọng. Trong châu bản Triều Nguyễn, dấu văn lý mật sát và ngự tiền chi bảo được sử dụng nhiều dưới các đời vua Triều Vua Gia Long và đầu Triều Vua Minh Mệnh. Trên văn bản này thì nó cũng có cái con dấu là dấu văn lý mật sát, nó là cái con dấu mà đóng giáp lai hai văn bản. Và đây là dòng châu phê của nhà vua. Đây vua viết bút đỏ đây, ở Trường Khảo, tức là cũng rất là tốt. Thì xong sau đó cũng có cái con dấu ngự tiền chi bảo được đóng. Và đây là một cái văn bản đã được vua phê. Trong thể chế quân chủ phong kiến Việt Nam, vua chúa nhà Nguyễn và hoàng đế các triều đại trước đều lấy kim ngọc bảo tỳ để biểu thị cho quyền lực tối cao của mình và vương triều. Trong tập tiếp theo của series ký sự tài liệu này, chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn đón xem ấn chương thuộc hệ thống các cơ quan trung ương Triều Nguyễn trên châu bản.